quyết tâm sẽ vượt qua. Chúng ta bắt đầu nha. Để xem thực hiện thử thách này như thế nào. Bây giờ rồi ha, sẵn sàng chưa nào? Xin chào cả nhà, Thúy đã quay trở lại với thử thách 5 bước nhảy vàng số thứ 2 đây. Thử thách số thứ 2 này cực kỳ sôi động luôn nha. Chuyên gia vũ đạo sẽ hướng dẫn cho Thúy điệu nhảy cha cha cha. Nghe là thấy muốn lắc lư luôn rồi. Nôn ghê luôn á. Hôm nay diện sẵn đồ đẹp để nhảy cho sung nè. Để xem phong độ của Thúy có còn giống như xưa không nha. Hôm nay ta sẽ thử cái động tác này nhé. Em á cũng từng tập cha 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 thì biết cái động tác mà te ngã người này rồi. Muốn làm được cái này á thì đòi hỏi cuộc sống á phải linh hoạt và dẻo dai. Wow, chị này dẻo quá à, em ngưỡng mộ ghê á. Thật ra hàng ngày cũng có nhiều cái hoạt động cần cuộc sống khỏe như te vậy đó. Kiểu như cúi xuống lau nhà nè, vác đồ nặng nè, đeo ba lô đi du lịch. Vậy hả chị? Vậy mà em cũng không có để ý. Hay là bây giờ mình thử luôn đi ha. Lâu quá rồi, không biết là em có còn nhảy được như xưa không nữa. Ok, vậy ta bắt đầu nha. Rồi ha, 5, 6, 7, 8. Dễ đâu em, đặc biệt là những người trên 40 tuổi như chị em mình á. Theo chị tìm hiểu, càng lớn tuổi thì mật độ xương có khả năng giảm sút. Vậy hả chị? Đúng là em cũng hay chủ quan mấy vụ này. Mà chị làm cách nào để duy trì xương chắc khỏe vậy? Tuổi tác thì không có ai tránh khỏi, nhưng chúng ta hoàn toàn có cách để hỗ trợ sức khỏe xương. Em có thể chọn Anlin 5 khỏe vàng để bổ sung lượng canxi mỗi ngày, đồng thời còn hỗ trợ hệ vận động tốt lắm đấy. 5 lợi ích giúp cho hệ vận động đến từ hệ dưỡng chất của Anlin 5 khỏe vàng. Quá tuyệt. Cảm ơn chị đã ôn bài cha cho em. Để em biết là mình không như xưa nữa rồi. Phải chú ý đến sức khỏe xương thôi. Còn các bạn thì sao? Hãy te cùng Thúy để thử xem xương mình có khỏe không nha. Nhấn ngay link tham gia và nhận quà nhé. Uống 5 khỏe vàng, dễ dàng vận động.